đàn piano điện Maxwell 100 được nổi lên trong thời gian gần đây và nhanh chóng chinh phục được nhiều khách hàng. Có rất nhiều đơn hàng từ xa được gửi về cho chúng tôi để đặt mua cây đàn này. Tại sao lại như vậy? Video dưới đây sẽ giúp bạn tìm câu trả lời. Thống trị trong tầm giá piano điện giá rẻ. Không còn nghi ngờ, piano điện Maxwell 100 có lẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách đứng đầu của bảng ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh dòng piano điện giá rẻ. Với mức giá chỉ 5 triệu đồng, dòng Maxwell 100 được nhiều khách hàng đón nhận nhờ mức giá vô cùng cạnh tranh, phù hợp với các bạn sinh viên và các gia đình có con mới học đàn piano điện. Tuy nhiên, với một cái đàn piano điện giá rẻ như vậy, thì liệu chất lượng của nó có thực sự đủ để đảm bảo cho bạn chơi? Có khá nhiều khách hàng vô cùng lo lắng và băn khoăn về chất lượng cũng như những tính năng trên đàn, không biết có nên mua cây đàn piano điện Maxwell 100 này hay không, và dưới đây là những lời giải đáp. Đệm piano điện trên nền trống với piano điện Maxwell 100. Đa số các bạn mới học piano, khả năng giữ nhịp trên đàn của mình là chưa thực sự tốt, vì vậy bạn cần một cây đàn có nhiều tính năng hỗ trợ. Piano điện Maxwell 100 hỗ trợ chức năng metronome, đây là một phần mềm đếm nhịp tự động được tích hợp sẵn trên đàn. Khi chơi, có thể mở tính năng này lên nghe nhịp để dần quen với nhịp của giai điệu. Đây có là một phần vô cùng quan trọng của một cây piano điện cho người mới học mà bạn cần phải quan tâm khi mua đàn. Ngoài ra, bằng cách kết hợp tập đệm đàn piano trên nền trống có sẵn, thay thế metronome chắc hẳn sẽ rất thú vị cho những bạn nào đang nhàm chán với tiếng metronome inh ỏi. Điều này cũng giúp thú vị hơn khi chơi đàn, tạo cảm giác mới cho những bản nhạc của mình. Với hơn 100 điệu trống phổ biến, có lẽ sẽ thật thú vị cho việc học của bạn và giúp bạn giữ nhịp tốt hơn trên đàn piano điện Maxwell 100. Maxwell 100 trang bị chức năng MIDI Bluetooth. Nhiều bạn đến mua đàn thường quan tâm đến vấn đề liệu rằng cái đàn có thể kết nối Bluetooth được hay không, có thể cắm tay phone vô để chơi được hay không. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và điện thoại thông minh, mới đây hãng piano điện Maxwell 100 vừa cho ra mắt sản phẩm Maxwell với hỗ trợ chức năng Bluetooth MIDI. Với khả năng kết nối hiện đại, giờ đây bạn sẽ dễ dàng kết nối đàn piano điện Maxwell 100 với chiếc điện thoại thông minh của mình qua App Store hoặc CH Play. Ngoài ra, có một điều khá thú vị dành cho bạn, đó chính là học đàn trên chính chiếc điện thoại của mình qua app, khi đó các phím đèn sẽ sáng lên. Bạn có thể vừa nhìn vào các xích nhạc trên điện thoại, vừa chơi trên cây đàn Maxwell 100. Với vị ngoài nhỏ gọn, độc đáo với việc trang bị pin sạc, Maxwell 100 sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển mang theo mình. Bạn có thể đặt để bất kỳ đâu bạn muốn. Bạn có thể chơi đàn vào những buổi tối, sau những ngày làm việc vất vả, mệt mỏi trên chiếc giường của mình. Một ngày cuối tuần, bạn mang cây đàn ra công viên chơi với bạn bè. Sẽ thú vị biết bao nhiêu khi cuộc sống của bạn có thêm những âm thanh vô cùng tuyệt vời mà bạn chính là người tạo nên âm thanh đó. Ngoài ra, sẽ tuyệt biết bao nếu đi dã ngoại cùng bạn bè và người thân khi mang theo cây đàn piano này nhé. Piano điện Maxwell 100 sử dụng pin để hoạt động. Một lưu ý cho các bạn là khi sạc pin, bạn không nên chơi. Cũng giống như những thiết bị điện tử khác, khi bạn làm như thế sẽ giảm tuổi thọ của pin rất nhanh. Vì vậy, hãy tranh thủ sạc pin đầy trước khi đi chơi các bạn nhé. Pin có thể sử dụng liên tục 4 giờ, nên bạn cứ yên tâm cho hành trình chơi nhạc của mình. Điều làm nên nét nổi bật của cây đàn chính là tính năng sạc dự phòng của đàn. Khi bạn có dự định mang đàn đi du lịch, picnic, sợ không đủ điện để chơi, gián đoạn cuộc vui, chúng ta có thể sạc dự phòng pin để mang theo. Với tính năng này, chúng ta có thể chơi thả ga mà không bị lo gián đoạn. Với hai phiên bản màu đen, trắng, bạn có thể tha hồ chọn lựa màu mà bạn yêu thích. Mua đàn piano điện Maxwell 100 tại nhà cụ Minh Phùng. Nhà cụ Minh Phùng tự hào là đại lý phân phối độc quyền của thương hiệu đàn piano Maxwell 100 tại Việt Nam. Vì vậy, những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đến tay người tiêu dùng luôn là những sản phẩm chất lượng nhất, đạt chuẩn nhất. Ngoài ra, với chính sách bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, khi mua hàng tại showroom của nhà cụ Minh Phùng, khách hàng sẽ được cam kết sản phẩm chính hãng 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang cần tư vấn. Địa chỉ showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM. Đến ngay nhà cụ Minh Phùng để trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất.